Kính chào quý vị khán giả, chơi đào là thú vui của nhiều gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Ai cũng mong là vào ngày mùng 1 Tết thì hoa đào sẽ bung nở, và những người trồng hoa thì có những bí quyết riêng. Quý vị có tò mò hay không ạ? Chúng ta sẽ cùng ghé thăm vườn hoa trong ít phút tới đây. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin khác nữa. Và tôi là Thụy Vân của Truyền Đạo. Thưa quý vị, Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công bố kết luận một số nội dung liên quan tới dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, trong đó nhiều sai phạm nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng. Bắt đầu từ tháng này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra định kỳ và có thể đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú cũng như đảm bảo yêu cầu nhà vệ sinh tại các trường học. Thông tin vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố công bố. Thưa quý vị, câu chuyện khai thác cát trái phép trên sông Hồng tuy không mới nhưng hệ lụy mà nó để lại thì chẳng bao giờ là cũ cả. Không chỉ trục lợi, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản quốc gia, hoạt động khai thác cát thiếu kiểm soát, vượt quá mức còn là nguyên nhân chính và là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng biến dạng lòng sông, lòng dẫn sông Hồng, dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác. Nhưng trong cơn khát nguồn cát phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế nên tình trạng vận chuyển tiêu thụ cát lậu trên sông chưa khi nào là hết nóng cả. Một loạt các trận động đất mạnh xảy ra ở miền Tây Nhật Bản vào ngày đầu tiên của năm mới cho đến lúc này đã khiến hơn 60 người thiệt mạng, hàng nghìn tòa nhà và phương tiện vận tải bị phá hủy. Các dư chấn vẫn tiếp tục làm rung chuyển tỉnh Ishikawa và những khu vực lân cận. Tuy nhiên, theo nhận định chuyên gia thì quy mô của thiệt hại đến lúc này cho thấy sức chống chịu động đất tốt của người Nhật Bản. Công ty đường sắt miền Đông Nhật Bản ngày hôm nay thông báo công ty này đang cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu cao tốc Shinkansen. Theo đó, thì tàu có thể phanh khẩn cấp hơn nữa khi có động đất xảy ra. Bang California của Mỹ có đến 172.000 người vô gia cư, chiếm tới 30% tổng số của cả nước. Nguyên nhân chính của vấn nạn này được cho là quá thiếu nhà ở xã hội, còn mặt bằng giá bất động sản cũng như là căn hộ cho thuê lại rất cao. Chính quyền bang đã chi gần 4 tỷ đô la Mỹ để mua lại và cải hoán các bất động sản làm nhà ở xã hội, nhưng tiến độ chậm, tốn kém và cũng chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Chính vì vậy đã có những ý tưởng xây nhà từ container để giải quyết vấn đề này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ơi, tôi thấy là Hà Nội đã chuyển rét khô rồi, không biết là đợt rét này kéo có dài hay không ạ? Vâng Thụy Vân, trong đợt rét này miền Bắc cũng như là thủ đô Hà Nội chỉ rét đến sáng mai, trong đó đêm nay có thể là thời điểm mà nhiệt độ xuống thấp nhất. Điển hình tại thủ đô Hà Nội, dự báo sau 19 giờ, nhiệt độ sẽ giảm dần xuống còn khoảng là 17 độ C và mức nhiệt này có thể duy trì tới sáng sớm mai, cộng với gió đông bắc thổi cho nên cảm giác khá rét. Khả năng đến trưa chiều mai trời sẽ ít mây và hửng nắng trở lại, cảm giác ấm áp hơn. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và hầu hết các thành phố phổ biến trong khoảng là từ 19 cho tới 22 độ C. Riêng tại Sơn La cũng như là Điện Biên Phủ, nhiệt độ cao 25 tới 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay dự mát, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C. Ngày mai tiếp tục nắng mạnh và nóng, buổi trưa nhiệt độ lên cao 33 độ C. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ. Vâng, xin được cảm ơn chị Ngọc Vân. Thưa quý vị, vào lúc này, tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup vẫn đang là một vấn đề gây lo lắng cho cả ban huấn luyện lẫn người hâm mộ. Sau thủ môn Đặng Văn Lâm và các trung vệ Thành Trung, Bùi Tiến Dũng, danh sách chấn thương đã tiếp tục nối dài khi có thêm hai cầu thủ giàu kinh nghiệm phải chia tay đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, thời điểm cuối năm đã cận kề, đây là lúc mà những công việc thời vụ được nhiều người tìm tới để đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Và không biết là quý vị đã từng nghe nói tới công việc tuốt lá hay chưa ạ? Nếu chưa thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công việc này với phóng viên Chuyển động 24 giờ. Câu chuyện việc thực tế ngày hôm nay xin mời quý vị ghé thăm một nhà hàng dành cho những vị khách quốc tế mỗi khi ghé thăm thành phố Đà Nẵng. Nơi đây có những bạn nhân viên chủ yếu là người khiếm thính và được sáng lập bởi một cô gái khuyết tật có dáng người nhỏ bé. Nhà hàng nhỏ nhưng cô chủ và các bạn nhân viên ở đây đều mong muốn gửi gắm tình cảm từ những trái tim hạnh phúc đến với những thực khách yêu dấu của mình. Đó là nhà hàng Happy Hearts của chị Phương Thảo. Không thể nói, không thể nghe, thế nhưng những người bạn nhỏ của chúng ta vẫn có thể giao tiếp với khách đến nhà hàng bằng nụ cười, thứ ngôn ngữ đặc biệt mà ai cũng hiểu, ai cũng thấy lòng ấm áp. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Tiếp theo đây sẽ là những tin tức đáng chú ý của bản tin thời sự 19 giờ. Kính chào tạm biệt.